Kính thưa quý khán thính giả, Đỗ Minh Dũng và Mộng Lan đang có mặt tại Phở Gõ. Ngày hôm nay thì một lần nữa Mộng Lan rất vinh dự giới thiệu đến quý khán thính giả những món ăn ngon ở tại Phở Gõ. Thứ nhất đó thì khi quý vị đến với Phở Gõ thì quý vị ăn phở xong quý vị ra về hay ăn bất cứ một món ăn nào ở trong Phở Gõ quý vị sẽ không có ngại là vì không có bị hôi mùi phở như Mộng Lan vẫn thường giới thiệu trong cái spot quảng cáo. Thưa quý vị, Phở Gõ ngoài cái vấn đề nấu ăn ngon, thức ăn đầy bổ dưỡng, vệ sinh mà Phở Gõ lại còn có một cái không gian rất là ấm cúng. Tại sao quý vị lại phải nấu ăn vào buổi tối, quý vị đến với Phở Gõ quý vị ăn, quý vị sẽ thấy là rất là hài lòng với lại những cái hương vị đậm đà như là homemade vậy quý vị. Thì bây giờ chúng ta sẽ bước vào ở trong nhà bếp của Phở Gõ. Khi mà quý vị order một tô phở, không cần biết đó là tô phở gà hay là tô phở bò hay là quý vị order một tô miếng, thì tất cả cái sự mà order của quý vị đều được cân đo đong đếm, cho nên quý vị thấy là cái đồng tiền quý vị bỏ ra đó nó rất là xứng đáng. Thưa với quý khán thính giả, khi mà order một tô phở bò hoặc là phở gà hoặc là miếng đó thì chef của Phở Gõ sẽ lấy phở tùy theo cái loại phở quý vị muốn. Chẳng hạn quý vị muốn ăn phở gà thì mà phở gà tươi đó thì cái bánh nó bự và nó mềm, còn nếu mà quý vị ăn bánh nhỏ thì quý vị hãy nói cho các em phục vụ quý vị để mà các em lấy đúng cái loại bánh mà quý vị muốn. Thì chef của Phở Gõ sẽ lấy cái bánh ra rồi bỏ lên trên một cái cân đúng cái liều lượng thưa quý vị. Và như Mộng Lan vẫn thường nói đó là ở tại đây tất cả đều cân đo đong đếm, cho nên cái đồng tiền quý vị bỏ ra rất là xứng đáng. Thưa với quý khán giả, từ những cái miếng thịt nạm cho đến miếng vè giòn cho đến miếng tái phi lê đến tái thường, đặc biệt là tái thường ở đây cũng vậy đó quý vị, để lâu nó cũng không có bị chai, không có bị cứng như là miếng cắt tông, nó rất là ngon, rất là mềm. Còn riêng với lại cái miếng tái phi lê thì cái quy trình để mà ra được một cái miếng tái mà tròn trịa mà dày như thế này đó, miếng nào cũng giống như miếng nào đó, và một tô phở có bao nhiêu miếng đó thì là tô phở đó nó y hệt như là cái tô phở kế tiếp, cho nên quý vị không có sợ là ít hơn hay là nhiều hơn. Thì cái tiến trình đó mà chế biến thành một cái miếng tái phi lê như thế này rất là công phu. Mộng Lan xin được tạm dấu, thì Mộng Lan có nói chuyện với lại là đầu bếp của Phở Gõ thì anh cho biết rất là công phu thưa quý vị. Và khi mà quý vị order một cái tô phở như vậy đó thì một cái đĩa rau sẽ được đem ra, và cái đĩa rau này đó là được giữ trong một cái nhiệt độ nhất định và không có cần phải bọc không gì hết, mà giá vẫn tươi, rau vẫn xanh. Và đặc biệt của Phở Gõ là không có recycle rau, không có bao giờ mà cái đĩa rau đem ra rồi quý vị nói quý vị không thích cái đĩa rau đó, quý vị muốn giá trụng đem vô là sử dụng lại cho người khác, không bao giờ có cái chuyện đó. Thì quý vị thấy rau xanh ngằn ngặt, và đặc biệt là ở trong cái nhà bếp của Phở Gõ rất là sạch sẽ. Tất cả các quý vị làm ở đây, người nào làm rau thì chỉ làm rau, tay chân chỉ làm rau, người nào cắt hành thì chỉ cắt hành, người nào cắt thịt tươi sống thì chỉ cắt thịt tươi sống, còn cái thịt mà chín thì cắt ở một cái nơi khác, và tất cả đều được vệ sinh rất là kỹ lưỡng. Thưa với quý khán thính giả, trước mặt của quý vị và trước cổng chính của Đỗ Minh Dũng đây thì Đỗ Minh Dũng và Mộng Lan đang có mặt ở tại nhà bếp của Phở Gõ, và chef đang còn làm một cái đĩa cơm tấm rất là ngon. Phần nhiều người ta nói đến tiệm phở thì phải ăn phở tại vì những cái món khác không ngon, nhưng xin thưa rằng khi quý vị đến với Phở Gõ thì ngoài những cái tô phở gà, những cái tô phở bò đượm tình quê hương và mùi vị của quê hương rất là ngon đó, thì quý vị sẽ có những cái món như là có bún nè, bún thịt nướng, bún chả giò, rồi bún thịt nướng chả giò, bún tôm nướng, thịt nướng. Quý vị cũng sẽ có thêm một cái món gọi là cơm tấm, đủ loại cơm tấm thịt nướng, cơm tấm thịt nướng bì, cơm tấm thịt nướng bì chả trứng, rồi quý vị thấy là cơm tấm bì chả trứng, rồi có sườn nữa. Thì quý vị thấy đằng trước mặt của quý vị là một đĩa cơm tấm rất là ngon, một cái trứng ốp la mà quý vị đã được xem từ đầu, người đầu bếp làm cái trứng ốp la này, cái tròng đỏ rất là to thưa quý vị, rồi bì, và đặc biệt đó là cái tấm ở đây rất là thơm. Đầu bếp vừa mới lấy cho Mộng Lan ra một cái đĩa cơm đó thì Mộng Lan đã ngửi được cái mùi gạo mới thưa quý vị, rồi một cái miếng sườn, quý vị thấy là cái miếng sườn này rất là ngon, quý vị biết không, nướng cháy cạnh rồi mỡ hành trên đó, đồ chua rất ngon, và đặc biệt là cái trứng này nè, trứng này rất là ngon thưa quý vị, tại vì bên Việt Nam đó thì quý vị nào đi ăn cơm tấm quý vị cũng biết là cái món trứng này phần nhiều bên đây làm không có đúng, nhưng mà ở tại Phở Gõ cái món trứng này rất ngon, và quý vị có thể đến để mà có được một cái đĩa cơm tấm bì chả sườn thịt nướng. Nếu mà quý vị muốn thịt nướng thì quý vị cũng có thể có được. Ngoài ra đó thì quý vị có thể cùng với lại cơm tấm, phần nhiều là quý vị order một bát súp thì Mộng Lan mong là quý vị sẽ order một cái chén hột gà. Cái chén hột gà này là nước phở có hai cái hột gà tươi trong đó, rất là ngon và bổ nữa thưa quý vị. Trong những cái ngày lạnh hoặc là trong những cái buổi chiều đi làm về mệt, hoặc là buổi trưa, quý vị có thể đến Phở Gõ để dùng những cái món thật ngon ở tại đây. Thưa quý khán thính giả, Đỗ Minh Dũng và Mộng Lan vẫn đang trong nhà bếp của Phở Gõ, một cái nhà bếp rất là sạch sẽ, và ở đây các
anh làm việc rất là hăng say, thưa quý vị, chỗ nào ra chỗ đó, rau thì làm cái phần rau, còn thịt tươi thì cắt ở phần thịt tươi, thịt chín thì cắt ở phần thịt chín, và rất là sạch sẽ thưa quý vị. Thì trước mặt của quý vị đây đó là chef của Phở Gõ đang còn làm cho chúng ta một đĩa cơm gà Hải Nam. Có lẽ quý khán khán giả cũng biết đó là cơm gà Hải Nam là một món ăn có nguồn gốc từ Trung Hoa và là một món ăn phổ biến trong ẩm thực Hải Nam, ẩm thực Malaysia cũng như ẩm thực Singapore. Ngoài ra thì cơm gà Hải Nam cũng được bày bán thông dụng ở Thái Lan. Cơm gà Hải Nam được chế biến dựa theo một món ăn khác cũng của người Hải Nam, đó là món gà văn xương hay còn gọi là văn xương kê. Kê là gà đó quý vị. Cái tên cơm gà Hải Nam được gọi theo nguồn gốc Hải Nam của nó và theo quá trình phổ biến nó trong cộng đồng Hoa Kiều, người Hải Nam ở khu vực Nam Dương. Thịt gà trong món này được chế biến theo cách truyền thống của Hải Nam, trong đó thì nguyên một cái con gà được luộc trong nước luộc xương gà và có mỡ gà nữa. Nhưng cái hay của Phở Gõ, thưa với quý khán giả, quý vị nào mà chưa ăn cái món cơm gà Hải Nam thì quý vị có thể đến với Phở Gõ để mà thưởng thức cái món này. Và gà là gà đi bộ nhưng mà rất là nhiều thịt và rất thơm ngon thưa quý vị. Thì ở tại Phở Gõ có cái món cơm gà Hải Nam nấu nhưng mà rất là thanh trong cái nước luộc gà. Trong cái món cơm gà này đó thì người dân Hải Nam ưa dùng những cái loại gia cầm già và béo để mà tăng tối đa cái lượng dầu mỡ chiết xuất được trong quá trình chế biến, nhờ đó làm món ăn thêm đậm đà. Tuy nhiên theo thời gian thì món cơm gà Hải Nam bắt đầu hấp thụ các yếu tố của ẩm thực Quảng Đông, ví dụ như là lựa chọn các gia cầm non hơn để thịt được mềm hơn. Món cơm gà Hải Nam thường được dùng kèm với một số gia vị như là tương ớt và gừng giả nhuyễn. Và khi mà nói gừng giả nhuyễn thì Mộ Lan nhớ đến một cái tô phở gà của Phở Gõ thưa quý vị, với một cái bát nước mắm gừng. Gừng thật là thơm, giả thật là nhuyễn, quý vị ăn không có bị hóc, mà cái gừng đó khi mà quý vị chấm cái miếng gà đó thì cái gừng đó là nó quyện vô trong cái miếng gà rất ngon. Đó quý vị thấy đầu bếp đã để ra những cái miếng thịt gà, quý vị có thể order là ức gà, đùi gà, cánh gà, tùy theo cái phần nào của con gà mà quý vị thích. Và quý vị thấy cái đụng cơm không? Cái đụng cơm được đổ ra đó là cơm, đó là nấu bằng cái nước luộc gà cho nên rất là ngon. Và cái món cơm gà Hải Nam này thường được dùng kèm với một số gia vị như là tương ớt và gừng giả nhuyễn, một cái bát nước mắm gừng. Phần lớn món cơm gà cũng được dùng kèm với dưa leo xanh mát, đồ chua và răm. Dạ đúng như vậy, quý vị thấy một cái đĩa cơm gà rất là ngon, Mộng Lan liếu cả lưỡi lại tại vì nó thơm lắm thưa quý khán giả. Thì như Mộng Lan có thưa đó, một cái đĩa cơm gà Hải Nam này mà quý vị có một bát nước súp là một cái bát, một cái chén hột gà đó, thì quý vị sẽ thưởng thức được cái mùi hương vị của cái thịt gà cũng như là cái nước súp gà rất là ngon.